Bây giờ tôi sẽ bảo mọi người sang một cái phần nữa, đó là chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ có ví dụ như là có thêm một cái mặt phẳng nữa, đó là cái mặt phẳng mà để chúng ta gióng. Ở đây chúng ta sẽ vào Architecture, mọi người sẽ thấy đây nó có phần là Reference Plane, là mặt phẳng phụ. Chọn đây, tôi vẽ từ đây qua đây, từ đây qua đây, các bạn thấy mặt phẳng phụ đây không? Cái mặt phẳng này sau này in ra là chúng ta không có, chúng ta dùng ngay chỉ để gióng thôi. Ví dụ chọn đây là 2000 ạ. Chọn đây là 2000. Đây. Mọi người thấy không? Thì cái này sau này chúng ta ở trên mặt đứng này, các bạn sẽ thấy đây, cái rep plane này không? Đây này. Nó để gióng ấy. Để nó gióng từ mặt bằng sang mặt đứng thì tất cả các mặt phẳng này người ta gọi mặt phẳng phụ. Để gióng thì sau này in ra chúng ta sẽ không thấy được cái mình không chọn in cái này ấy. Cái này để gióng ấy. Ví dụ chọn cái rep plane thì các bạn có thể sửa tên đây này. Trong Revit cái gì cũng phải đặt tên hết nha. Chọn đây này, ví dụ tôi chọn đây là R1, là mặt phẳng R1, đây là mặt phẳng R2 đó. Thì các bạn sẽ nhìn trên mặt đứng này, các bạn chọn này, bạn sẽ thấy đây nó là chữ là gì, R1 đây này. Và sau này in cái này ra, chúng ta sẽ chọn là không in nó thì nó sẽ không ra, nó giống như Deploy ấy. Đây thì đây là mặt phẳng rồi. Thì các bạn sẽ thấy ở đây bên Revit nó sẽ có một cái trình đơn nữa, ở đây là Structure Plan, là mặt bằng kết cấu ấy. Nhưng ở đây Floor Plan này là mặt bằng kiến trúc. Còn ví dụ như mặt bằng kết cấu và mặt bằng kiến trúc nó khác nhau như thế nào? Nó khác nhau ở phần hiển thị và khoảng nhìn. Thì ví dụ như Structure Plan đây, thì các bạn sẽ thấy đang thiếu tầng 1, tầng 2 và tầng mái đúng không? Cái view này, này. Nếu mà ở đây các bạn có thể xóa được đi, xóa cái này đi được. Chọn này. Chọn này. Xóa đi, ấn đi đi. Các bạn xóa đi được và chúng ta lấy lại được. Vào view này. Plane view này. Vào floor plan này. Thì các bạn sẽ thấy tầng 2, tầng 3 chúng ta vừa xóa đi không? Ok, thì nó sẽ đưa ra đây. Đúng không? Nhưng mà các bạn mà vào đây ấy, mà các bạn xóa cái level rồi đi ấy là toi luôn. Là nó xóa hết toàn bộ dự án luôn. Còn đây là chỉ là view hiển thị ra thôi. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Giống đây là structure plan thì vào view plan view, chọn structure plan này, chọn tầng 1 tầng 2 này. Đây. Bạn thấy đấy không? Đó. Và chúng ta sẽ đưa được cái view này ra ngoài như này. Thì trong hai cái view này ấy, nó sẽ khác nhau ở cái việc là view range là cái vùng nhìn. Mặt bằng kết cấu nó sẽ nhìn ở một vùng nhìn khác, còn mặt bằng kiến trúc thì sẽ từ cái cốt 00 này lên đến trần. Đấy là phạm vi của kiến trúc. Được nha. Thì cái này từ tí tôi sẽ nói sau. Được nha. Rồi mọi người làm thử cho tôi mấy cái này đi. Được nha. Làm nhanh thôi. Thì tôi sẽ chuyển sang và chúng ta sẽ bố trí một cái móng chẳng hạn.